chắc đuối nhau. Mình không biết nữa cả nhà. Đây khung hình. Người ta kể rằng là khi mà ổng về ổng thấy á, thì thấy nó ngồi góc là góc ngoài ngoài nè. Nhưng mà có nghĩa là hiện giờ anh em mình không có xác định được. Nên đây nãy nó là Thiên Chúa Giáo và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Mà em gặp trên đó tấm hình của hình Quan Âm, mẹ Quan Âm. Lâu lắm chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Hai, cuốn chào tất cả cô chú anh chị và các bạn với lại kênh Nguyễn Quốc Phúc của mình nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì Đồng Phúc đang có mặt ở một cái ngôi nhà mới nữa. Nói chung là lúc này anh em mình nhờ sự chỉ dẫn của một số cô bác anh chị đó. Mà mình nói chung cũng hai anh em mình thì đi hỏi người ta những cái nơi mà địa điểm này kia người ta chỉ. Thì hiện giờ Lộc Phú Phúc đang có mặt ở cái ngôi nhà. Ngôi nhà này thì nghe nói là khi mà trước đây á, là nghe là cũng có một gia đình ở tại chỗ này. Nhưng sau đó là bị, nghe nói là bị con quỷ đó nó đến nó nhát. Mà không biết từ đâu, lúc đầu thì có nghĩa là giống như là gia đình này ở cũng giống bình thường à, không có gì cũng lâu lắm, mà sau đó tự nhiên đó, nó xuất hiện. Thì nó làm những gia đình họ sợ, bây giờ bỏ đi, bỏ lại căn nhà. Mà mình chưa biết như thế nào nữa. Em mới nghe kể như thế nào? Thì lúc đó anh như có hai chồng không? Thì đó nguyên gia đình đó mà. Nhưng mà có chừng máy em nghe em nói nhỏ có con quỷ nó giống như là nó ở trước đó không mày, em nghe như là mãi mãi vậy, có quỷ ở trước đó không? Không phải, ý là nghe nói là người ta nói lúc đầu ở bình thường à. À thì lúc đầu ở bình thường nhưng mà ở được một thời gian à. Ở được một thời gian bắt đầu nó ở được thời gian cái bị giống như là ban đêm cả nhà. Thì hàng đêm tự nhiên nghe chén đũa, chén dĩa nó khua, lúc đầu là chỉ chút đỉnh thôi. Thì nó gầm vậy đó. Lúc đầu chén đũa nó khua, nó làm mà tiếng này tiếng kia. Có hai rồi. Chồng tưởng đâu là trên đây con này con kia bò nó làm thôi. Mèo chuột gừng rồi đó cả nhà. Nó phá thôi. Nhưng mà sau đó thì càng ngày càng nhiều. Hai chồng này mới để ý, mới coi thử đó là cái gì. Rồi sau đó là từ từ giống như những nồi cơm nè. Rồi nấu rồi để đó chưa lấy gì chứ tự nhiên thiêu. Rồi sau đó đứa con á là bắt đầu nó nói nó thấy này thấy kia. Như là đứa con cũng hình như là sau một thời gian nó cũng giống như là nó thần trí nó không còn. Thế bởi vậy nó giống như nó bị khùng khùng vậy đó cả nhà. Lúc đầu là đẻ ra đứa bình thường, nhưng mà khi mà về ở trên đền thời gian, cái đứa con bắt đầu nói với ba mẹ là nó thấy. Thì lúc đó là nhỏ nó cũng bự rồi, khoảng 9-10 tuổi rồi. Nhưng mà nhỏ con gái. Nhưng mà sau một thời gian cái đứa con này nè, cái nó không còn được, cái thần trí của nó không còn được bình thường. Giống như bị tâm thần. Mà bà do mà đeo lọc nghỉ á, chắc là do ảnh hưởng của cái sự việc mà tới cái cuối cùng á, là tại sao mà nhà mới biết tại sao là cái ổng nó mới hôm đó là đi rẫy khuya lắm mới về. Thì về khi thấy là cái người thấy vợ mình giờ này ban đêm mà khuya mà còn đốt cái đèn dầu lui cui ở trong bếp, thì tưởng vợ vô cũng khiều nói chuyện bình thường, khiều nói chuyện đi tới đi lui đồ kia bà ơi nấu này nọ cho tôi ăn. Thì sau khi đó là cái nhà đằng sau anh em mình luôn nè. Anh em nãy giờ ngồi đây mà nghe có mấy cái tiếng động đồ, anh em mình cứ nhìn ra sao hoài á cả nhà. Cái tại vì mình không biết có cái gì hay không. Nãy nói là ai đó anh kể nó tiếp ở đâu đó. Thì khi mà thấy cái vợ thì kêu người này đó, chắc là mình nghĩ là chắc là nấu mì chứ ban đêm rồi nấu mì ăn hay gì đó. Thì khi mà thì cũng thấy cũng làm bình thường. Nhưng mà khi mà đem tô mì ra thì cái tô mì nó khác. Giống như à, mới nấu nó đã thiêu rồi. Vẫn thấy bà này là vợ luôn. Đúng rồi, để thấy vợ mình bình thường như bình thường không? Đúng rồi. Thì khi mà đem tô mì ra thì ông nói tô mì sao mà còn nóng như mình lại thiêu. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui thấy vợ nằm mùng. Nhìn tới lui nhìn thấy vợ mùng. Cái lúc này ông mới nhìn nó biết thì mất tiêu rồi. Thì nó bà nội sao bà nhanh quá vậy? Mới thấy là làm mì cho mình rõ ràng ở đó mà mới thấy nằm khò khò ngủ mùng. Ổng mới dạch mùng lên, ổng nói bà nấu mì cái gì tôi mới đây cái mì nó hôi rình mì hư bà không đi nấu tôi chi chứ. Bà này cái kiểu đang ngủ mê phụ nữ mà cả nhà biết thì đang ngủ mê tự nhiên dựng đèn ngồi dậy
Bà không biết chuyện gì chứ, bà nói tôi có biết gì đâu, ai nấu mì cho ông gì bà, nãy giờ tôi ngủ. Nó bà nói chuyện giỡn, bà nấu mớ nó mì, cái tô mì còn lên khói luôn mà dặn. Nó dạ, đúng thật sự tô mì còn lên khói luôn. Nhưng mà hửi vô vậy thôi. Nó thiêu. Là không biết như thế nào. Là hai chồng hoang mang. Là lúc đó là lúc này sợ rồi. Là nhưng mà ông này ông cũng tưởng bà này cái dạng bà bị giống như là bị mộng du vậy đó. Chứ bà không nhớ. Ông cũng không ấy. Đến một lần sau nữa là ông về á, là thấy một cái người phụ nữ ngồi, lúc này không phải là thấy vợ ông nữa. Ừ, một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đen luôn, ngồi một cục thù lù ở một cái góc nhà. Lúc đầu ông bước vô thì ông lúc đầu thì cũng tưởng là vợ, nhưng mà vừa bước vô thì tại vì cả nhà biết rồi, trên vùng núi á, hiện tại sử dụng đèn dầu, đâu có điện đâu, mà cách đây cũng lâu rồi. Đèn dầu nhiều, trang dầu cứ đèn đèn leo lét leo lét lét. Thì khi mà ông bước vô thì ông thấy rõ ràng, nhưng mà lúc này ông nhìn bao bánh mùng á, ông lúc này ông để ý, ông cũng sợ rồi, ông bị một lần ông sợ, ông để ý ông liếc qua bên kia, thì thấy rõ ràng vợ mà ông nằm đó. Lúc này ông quảng hồn quảng vía rồi, bắt đầu là chỉ có ông chạy là ông kêu bà thức dậy, la lên chạy lự. Thì lúc đó là khi hai chồng lấy đèn pin rồi ra gọi á thì mất đi rồi. À, lúc này hai chồng mới xác định là đó là không phải là, mà đồ nhà bắt đầu á là hai ông bà mới thấy càng ngày càng có cái điều gì nè, là càng ngày mấy con vịt mấy gà mà tự nhiên nó chết. Mà nó chết á là những con gà con vịt nó không, ông nói chết là giống như là nó không, khi mà mặn ra nghĩa là chết rồi, người ở quê mình thì bỏ uổng. Mặn ra giống như con gà nó chỉ còn một màu xanh thôi, nó không còn miếng máu nữa đó. Thì sau đó nói chung là hai vợ chồng mới sợ, tại vì cũng có con nhỏ mà nó lúc đó là nhỏ gái cũng ở 10 tuổi, nó 9-10 tuổi đó, mình câu chuyện này mình nhớ không có rõ. Thì hai vợ chồng mới bỏ đi, mới quyết định là không ở nữa, bỏ đi. Tại vì cả nhà nghĩ nếu mà không có ai mà gan dám ở khi mà cái trường hợp nó xảy đến như vậy. Tại thường thường ngày xưa những người lớn người ta gan lắm cả nhà, cái việc mà thấy ma là chuyện bình thường. Đúng rồi. Nhưng ở đây là những này là xác định là nó đã thành quỷ rồi. Tại sao? Tại vì á, nó ăn thịt động vật, nó máu động vật, thậm chí là thấy cái hình hài nó giống như một con người rất là rõ. Giả ra nữ luôn, giả người vợ luôn, là đó là quỷ chứ không có hồn ma bình thường. Và sau đó thì đứa nhỏ nó bị giống như nó bị giết, nó thấy không còn bình thường đó. Giết rồi nó ảo cơ, ông như nó lúc nào nó cũng thấy có người trong nhà nó này kia nọ, và nó sợ. Thành ra thì hai vợ chồng mới quyết định là không ở cái núi nữa mà dời về. Mà bây giờ mình không biết là gia đình nó đi về đâu rồi nữa. Cái lúc đầu họ ở tính là công việc của họ đây nó thịnh tiện đó. Đúng rồi, tại vì người ta vườn dãy người ta gự giữ đó cả nhà. Nhưng mà sau đó thì bắt buộc phải bỏ nhà đi. Mà ngon anh, họ lên bình thường lúc đó họ dẫn đi làm rẫy mỗi ngày không sao. Nhưng mà họ ở là ờ đúng rồi. Không phải nhiều khi những cái này là từ đâu nó đến. Lúc đầu nó không ở tại đó. Tại vì ở vùng núi thường thường cả nhà đến những nơi mà thường thường mà có cúng kiến nhiều ở ngay những ngã tư ngã ba, hoặc là những cái nơi có những tảng đá cây đủ thụ lớn, thì thường thường những ông thầy bùa thường thường đến đó khi bắt vong mà họ xả vong ở đó. Nhiều khi con quỷ là từ đâu đó được thầy đó mang đến đó bỏ, mà vô tình thì nó vô nó đến cái, đúng rồi hai vợ chồng nó hợp đó, nó hợp đó. Thì nó đến giống như nó ở đó luôn. Thành ra thì sự việc nó cứ tới đến khi mà gia chủ nghe hai chồng bỏ đi thì thôi bây giờ Lộng Phúc xin mời cả nhà đến cái căn nhà này. Okay, giờ để xem coi căn nhà như thế nào đấy cả nhà. Ok, cả nhà ở đây thì cái khu nhà này nó nằm ở trong một cái nằm trên một cục đá lớn này cả nhà. Đây Lộc Phí Phúc cho cả nhà xem. Cả nhà. Ở đây có một cái nhà nhỏ nữa. Cái nhà lớn nằm phía bên đây. Này là cái nhà của vợ chồng người đó nè, phải không em? Đây.
Đây cũng có một cái nhà, cái liều nhỏ mà mình nghĩ chắc để Lộc bước vào đoạn cây. Ở đây người ta cúng kiến này nọ, cũng có bàn thờ cúng. Nghĩ gì chắc nhà thờ đó. Ừ, ta thờ này kia, mình không biết thờ gì. Ý mình nghĩ, anh ý nói là nhà trên đó là nhà ở, còn đây là nhà để thắp nhang á. Ừ, nhang có thể là trước đây là thờ ông bà hay là thờ Phật cũng chừng. Nhưng mà bỏ rồi. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng... Đồ đạc còn nhiều dưới này. Nhà trên á. Đi, đi bây giờ cả nhà. Giờ cùng Lộc đi lên cái nhà trên nha. Nhà trên là nhà lớn. Đây nè coi. Nằm phía dưới một, ở phía trên cục đá lớn. Mà cái này nhỏ. Ủa, hết hồn vậy? Quái. Cái gì lú ra bên cái thùng nước á, bên đây nè. Vách vậy đó. Vừa lú ra, anh vừa bước lên vừa thấy lú ra luôn. Không biết cái gì nữa. Giúp có hai lỗ tai nữa. Ừ, bự. Ở nhà đồ đạc này cũng còn nguyên. Để anh em mình vô trong thử cái. Thôi, bây giờ đi ngoài cái quay cho cả nhà thấy bên ngoài cái ha. Bây giờ cả nhà Lộc đi bước lên trên này, Lộc quay xuống để cho cả nhà xem thấy rõ luôn cái nguyên cái căn nhà luôn. Chắc bỏ cũng không biết bao nhiêu năm rồi nữa. Nhưng mà mình thấy sơ sát dữ lắm rồi. Đây này cả nhà. Căn nhà dưới, căn nhà trên. Cái này câu chuyện này là anh em mình được người khác kể lại chứ không phải là chính nha. Chính chủ nhà kể nha cả nhà. Cái nhà thấy trên này là một cái khu núi rừng rậm âm u không à. Nhưng mà lên đây ở cũng gọi là gan lắm ha. Hai chồng đứa con. Anh em cứ nên vào trong. Đi, vòng qua bên kia cái mình coi bên ngoài cái nhà. Ở đây cũng có những cái cây xài nó cũng khá to nhưng mà cũng không gọi là quá to đâu cả nhà. Đúng rồi, lâu lắm rồi, nhưng mà Mỹ cũng có người lên chăm sóc đó. Nghĩ là chắc đến đây vào ban ngày thôi. Sau lưng nhà đã có gì không em? Dựa vô vắng đá, cắt cặp vắng đá luôn coi nha. Mà phía sau này bị sập luôn rồi. Đi xuống dưới thử. Cái gì? Mấy cây cũng móc kìa ha. Đâu còn nhiều lắm à. Mấy cái lò ngày trước này cả nhà. Xây trên cục đá luôn. Vô. Cả nhà. Mái hơi lắc nha cả nhà. Cái khoảng trống này nó hẹp. Chú nhà
biết nữa cả nhà. Đây khung hình. Đây có cái khung hình gì mà nhưng mà nó được cái gì đè lại nè. Thấy không nè. Ừ. Em lấy cái can qua bên em dỡ đèn anh ra nha. Ok. Phật hả? Chúa Giêsu. Vậy đây là đạo thờ Giêsu. Đúng rồi. Vậy đây là người này bên đạo Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa Giáo. Em đúng rồi. Ở đây còn rất là nhiều hình nè. Em cầm lên câu hay là anh cầm chứ? Ok. Không có gì. Khung không à? Thôi dậy khỏi đi em ơi. Khung không à? Ê. Như nó có hình nhưng mà nó đã được đem đi. Rỡ ra hết rồi. Cả nhà đồ đạc ở đây thì... Lúc trước chắc có thể là cái chỗ ngủ của anh đâu. Đây là giống như một cái buồng đó cả nhà. Ê, cẩn thận em. Nó yếu quá, thấy yếu quá. Mình nghĩ lúc trước cả nhà. Ở đây là một cái bị ngủ. Ừ, cái chân sập nha. Căng thẳng. Em ra ngoài đi. Ý. Này thì chắc vật dụng đồ này nọ cả nhà ở đây cũng bị giống như bị mang đi hết rồi. Nó còn lại cũng không còn là bao nhiêu hết. Thì cái người người ta kể rằng là khi mà ổng về ổng thấy á, thì thấy nó ngồi cái góc là góc ngoài ngoài này nè. Nhưng mà có nghĩa là hiện giờ anh em mà không có xác định được. Thì đây nãy nó là Thiên Chúa Giáo và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Mà em gặp trên đó tấm hình của hình Quan Âm, mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm với Phật. Mẹ Quan Âm với Phật. Tổ tổ là một tấm hình, một tấm hình nhưng mà hình lỗi mà ra nó sẽ là hai đức Phật. Cái gì em? Cái đồng hồ anh cậu nó ngưng chạy lúc mấy giờ? 5 giờ 40 mấy. Mình không biết ban ngày không đêm. Không biết có tiếng gì. Mình không biết là cái lúc mà gia chủ còn ở đây á, họ thấy ở góc nào mà lúc nãy lục lên đó cả nhà. Nên mình lên thì mình thấy góc bên đây nè. Đây đồ đã còn, phía ngoài còn khá nhiều, hình như còn nguyên luôn á. Cả nhà thấy nè. Nè, trên đây còn đang cày mà mình nghĩ chắc để lâu lắm rồi. Đang cày chén đũa muỗng, nói chung là tất cả những cái vật dụng mà của bếp hình như để là hết. Cái đó còn lâu không ta? Ấy còn nước không? Búa chắc em nghĩ về chặt củi. Còn nước luôn á. Ừ, mà đóng ở trong đóng đóng đóng. Không phải nhưng mà đóng bùa hóng gì vậy không? Đầm vậy đây. Ừ, nhưng mà cái nắp nó đóng bùa hóng luôn rồi. Tức là người chủ này là bỏ đi đột xuất, rất là đột xuất.
quá sợ hãi luôn á. Có gì mà cái lẩu đó chắc đựng nước. Chị bông còn không kìa. Ừ, cái này cũng có điện rồi ta. Nhưng mình nghĩ chắc điện này điện bình quá. Xài điện bình quá. Chết ngắt luôn. Ở đây dường như đồ, hình như đồ người đồ của chủ ở đây hình như không còn nữa. Anh đi không còn quần áo gì chứ đúng không? À, chỉ quần áo là được đem còn, đi thôi. Đúng rồi. Còn những món đồ ở đây là còn nguyên hết luôn. Giống như là vậy này cả nhà, quần áo là cái thứ mà người ta còn dễ bị vướng những âm khí, thành ra người ta không để những cái thứ đồ cá nhân lại, ta lấy hết. Còn ngoài ra tất cả kem đánh răng còn bỏ nguyên luôn, còn nè, còn nè. Áo cách bình thường. Hồi nãy mình thấy cái mặt. Đúng rồi. Cái mặt người. Đúng rồi, gắn mặt. Thấy không? Đúng rồi, thấy cái mặt. Em nói sao thấy cái áo, tôi thấy cái mặt người, cái người. Ừ, kìa đó, để anh chị thấy đó. Vậy đó. Đây, đây, đúng rồi. Em mới giật mình, em nói nha. Giọng cũng máng lên. Có gì không em? Có cái tô ở chung. Con gì ngay tay em kìa. Hình thấy cái hình này mình chắc chắn là chắc lễ hình của gia chủ lúc trước. Lâu lắm rồi. Cái tấm hình này chắc mấy chục năm có rồi. Đúng rồi, trắng đen, thời trắng đen. Em đi về mấy tấm hình nó giống như có cái giống gì. Em đục, em vào cái gì? Đục ở đâu? Em định nghe nè. Em thấy mấy cái đường trên cái hình không? Em cái nha. Có đường từ trên xuống nè. Anh nhìn mình đi xéo mới thấy nè. Đúng rồi. Hay là mình xéo đi ha. Nó cái nhà thấy không? Nó có đường giống như cái tay cào, ngón tay á. Ừ. Nè, cái bên dầu nè cả nhà. Xài dầu. Em nghĩ chắc là canh dầu á. Đúng rồi, canh dầu, anh nghĩ chắc là vậy. Rồi đi cái bỏ luôn. Em nghĩ họ đi kiểu mà gấp rút luôn á. Thì giống như là hôm ở đây thì mình thấy còn là một ít. Ít mền mùng nè cả nhà. Ở trong này chắc mền với mùng này kia. Ở đây hình như vậy, nói chung nhà này gì cả nhà. Vật dụng thì không còn nữa. Mất hết rồi. Cái dưới đó là mình nghĩ là cái chỗ cái gian
để thờ hình như cả nhà để ý nè. Cái nhà Lộc vừa điện cái người mà chỉ thì có nói với anh em mình là kế cái ngôi nhà lúc nãy thì kế bên đó có một cái ngôi nhà nữa, là một cái ngôi nhà này là cũng của người ta sớm ghiền lúc trước ở gần nhau cả nhà, mà người ta cũng sợ quá người ta bỏ đi luôn. Là sự việc là vậy mà gia chủ này mình mới đi nữa nè, là khi mà cái người chủ ở phía bên cái nhà bên kia là bị, là lúc đầu là người ta bên đây người ta đâu có tin nha cả nhà. Tại vì lúc mà ngay từ đầu nói thì thực sự sự việc nó giống như nó phi lý quá, người ta đâu có tin. Và sau khi mà gia đình cái anh bên kia đó bỏ đi khoảng chừng 10 bữa hay gì đó thì bắt đầu là cái chủ nhà phía đây lại bị, là bị là khi mà ở đây thì ông này ông ở đây một mình à, ông dưới gãy chứ không phải như bên kia, anh kia người ta ở gia đình hai chồng với đứa con, còn ông này ổng lên đây ổng giữ mình mà tới mùa ổng mới lên nữa, chứ không phải là như kia là giống như ta ở trên đây luôn, cả ổng tới mùa ổng mới lên, hết mùa xài rồi thì ổng về. Thì bên kia nói thì không tin, nhưng mà khi mà tới ổng là tới cái đợt đó ổng lên là mùa xài, là nói chung cũng trong cái mùa đó cũng cách đó khoảng chừng 10 ngày thôi, thì ổng ngủ ông giữ ở trong nhà, ngoài này bắt đầu nói nghe cái tiếng, là người ta cũng kể lại thôi, là ổng là kể cho người ta kể lên cho anh em mình, thì nói là nghe cái tiếng đi vòng vòng bên ngoài. Đầu tiên ổng nói là ổng nghĩ là những con vật gì đó, nó cái núi mà cả nhà biết rồi, sóc con nhen con đủ thứ gì nó bò. Nhưng ổng nói ổng nằm một hồi ổng nghe kỹ thì không phải tiếng con vật, mà cái tiếng này tiếng bước chân người rõ ràng bước đi. Tại cả nhà biết rồi, con người mình bước đi nó khác con vật, nó bò vật, nó bò cái tiếng động nó nghe giống như là sẹt 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 sẹt, con này đi từ bước nghe thấy chân rõ ràng. Ông mới nói lúc này ông mới nói cũng sợ rồi, nhưng mà ông nghĩ lúc này chắc ăn trộm gần nhà, tại ông ở mình. Mà ông nói mình ở trên này á thì một mình thì làm sao mà có đồ đạc gì đâu mà nó ăn trộm. Nhưng mà ông nghĩ lại là ông đeo có đeo một cái chuyện trên gỗ à, lúc đó ông mới sợ, ông mới thủ lấy cây ra thủ. Ông thủ rồi ông hí cửa từ từ, không dám mở nha, nên ấy nữa hí từ từ gình gình. Thì lúc mở ra là ông thấy ngay cửa này, ngay cái cây xài nè cả nhà, ngay cái tay lập chỉ ngay xài ngay cửa nè. Máy em quay hết bên nào không chút quay cho em. Ừ, thì thấy nó đứng ngay cái cây xài luôn, một cục đen từ trên lên xuống đen thù lùi luôn, đứng giống như cả nhà tưởng tượng như một cái cục lọ mà nó bự mà tóc dài mà không thấy mặt. Ổng nói là lúc đó ổng hoảng hồn rồi, là ổng chạy vô trong đó là ổng lấy cái dao ra là ổng chạy ra lại là mất tiêu, là rồi trong đêm đó là ổng tuột xuống núi em về luôn. Mà anh thấy nó lạ cái là hai ngôi nhà nó đều cắt trước cái cây xà. Đúng rồi. Ngay tâm chính giữa. Ngay giữa luôn, hai ngôi nhà đều cắt cái nhà cắt cái chân cái xà. Mà không biết ai lại buộc cái cọng dây cái xài kia, nhìn nó cũng ghê ghê. Để cả nhà cho cả nhà xem cái nhà đây ha. Thì cũng cái nhà này kế nhà kia ở đây thôi. Lộc hồi Lộc quay từ đây rồi đi dài ngược qua cái nhà cũ nãy luôn. Này cả nhà. Mình vừa hỏi người ta thôi, người ta kể với mình nãy giờ làm sao đó, thì Lộc kể là cho cả nhà nghe vậy. Đây nè cả nhà, cái nhà này nè. Là ông này ông bán mình. Cái nhà đây đó bên đó bước cái nhà. Đúng rồi, kia. Cái nhà bên kia chồng mà sợ bỏ đi đó. Phước ở dưới này nè. Phước dưới xíu. Khoảng chừng 30 bước gì à. Xíu, này cả nhà. Cái nhà này thì nhà này là cái ông đường ông ơn mình nè. À. Không có vô được. Sợ nhưng mà ông phá cửa rồi. Sau hôm sau thì ông lên rồi ông lấy đồ hết về rồi phá cửa luôn cả nhà. Này cũng có xài nằm ngay giữa nhà luôn. Mình không hiểu nổi tại sao mà không có cách nào sao mà lại chọn cái đó là ok ta. Bên trong này mà vô không được cả nhà. Cũng còn kiên cố lắm. Anh Lộc, cái đồng hồ chỉ kìa. 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ luôn kìa. Không?
Ở đây có thờ, có thờ người quá cố nữa kìa. Hai cái hình của hai ông bà già lớn tuổi vậy. Đồ đạc một lúc chứ nè. Này nè, đàn ông ở cái nhà nón kết luôn. Dây xịt mà kêu lắm kìa. Cái tủ thuốc nữa nè. Để mình cho tụi mình cho cả nhà coi ha. Có đôi dài đủ đậu nữa. Thì có thì đủ chứ. Ý, hình như đường trong vô là được á. Cửa đây hả? Ừ. Khóa luôn hả? Cẩn thận nha. Ở đây cũng thiệt sợ nè. Người ta thờ Phật, thờ đồ cũng nhiều. Cũng có Phật nhỏ nữa cả nhà. Nhưng mà cũng phải chạy luôn. Lúc đầu thì không có tin đâu. Đến khi mà thấy rồi, bởi người ta nói không có gì bằng chính bản thân thấy cả. Tận mắt thấy lúc đó biết sợ là gì. Mắt thấy tai nghe đó. Đúng rồi. Ngôi nhà nè, cả nhà. Không vô được đâu, chú quay cho nhà xem. Sơ gì thôi. Thì ông nói là khi mà ông thấy là thấy đứng ngay cái sài này cả nhà. Đi đứng giữa cái đường đi lên luôn. Mà cây xài cũng ác. Chắc cái nhà ngay giữa tâm cây xài luôn. Em nghe tiếng hú không? Em nghe tiếng hú. Đây, bây giờ anh em quay sơ qua cho cả nhà xem cái nhà. Bề ngang khoảng chừng 3 thước. 3 thước ngoài. 3 thước, 3 thước ngoài. Nhỏ thôi, đã ở dưới giường mà. Như tới mùa mới lên. Mà cái cây này nằm ngay đây để qua bển cho cả nhà thấy luôn cái nhà bển. Giờ đây này mình đi luôn ha. Đúng rồi, đi thẳng bển luôn cho cả nhà xem. Hai cái nhà này nó tràn nhau. Cũng cây xài nằm ngay tâm chính giữa nữa. Cả nhà có nhớ anh em mình đến một cái nơi mà hình như có bố không ta? Hình như không có, lúc đó em chưa đi với anh. Có ngôi nhà cắt một cái cây, cũng có một cây xài rất là to. Bự dữ lắm. Ở ngay giữa nhà luôn. Mà sau đó là nguyên gia đình nó chết. Chết thì do bị tai nạn cả nhà. Còn duy nhất không phải. Còn một người. Là người cái ông đó. Đã còn sống, còn như chết hết luôn. Gia đình ba bốn mạng. Mà mình nghĩ là sau đó là cái ngôi nhà đã được chống nhiễm bằng những lá bùa. Mà bây giờ ngôi nhà nó sập rồi. Em biết chỗ đó không? Thì đó. Em muốn đi ra nhưng mà em biết nhà. Nằm ở đường ở lúc dưới kia đó nha. Ok bây giờ nè cả nhà. Thì cái nhà bên kia nó cũng gần đây. Bây giờ mình bước quẩn chút xíu nữa là tới ngôi nhà đó đây. Có dịp anh em mình sẽ trở lại đây vào ban đêm. Mà thấy cũng nguy hiểm á đây. Nè, tới cái nhà nè. Cách nhau khoảng chừng vài chục bước tin thôi cả nhà. Cái nhà thấy từ cái bên cái ngôi nhà đó bước qua đây. Một đoạn gần nè. À, cái mẹ, cái mẹ. Nè để mình cho cả nhà xem cái bên này nó cũng có một cái cây xài ngay cửa nhà y hệt vậy. Nhưng mà nó nằm lệch lên bên đây, không nằm ngay cửa mà nằm lệch bên lệch qua chút xíu đúng không em? Nằm lệch chút xíu mà còn kia là giữa luôn á. Cái nhà thấy không? Cũng ngay xài luôn, mình không biết là do là trên đây cây cối nhiều. Người ta cắt rồi không có sự lựa chọn hay sao mà lại để như vậy. Hai cả nhà. Thì tụi mình sẽ cho cả nhà thấy. Nằm ngay giữa luôn chứ chịch gì nữa em. Ngay giữa nhà luôn á. Ngay giữa luôn. Ngay giữa đúng rồi. Mình để cho má cho em đi chậm cái nữa nha. Mình quay từ ngoài quay vô cho thấy rõ đúng không cả nhà. Em vô không? Nếu thật sự nếu mà ở đây vào ban đêm chắc cũng ghê lắm. Đúng không em? Ban ngày mà mình thấy vòng vòng để nó âm u dữ vậy.
Nếu mà về đêm thì không biết như thế nào cả nhà. Về đêm chắc hai anh em mình cũng hơi ngán ngán cái đường này. Nó ớn, tại vì ở đây hình như nó vắng vẻ, mà nghe nói cái câu chuyện thì đã nghe câu chuyện rồi thì cũng đã thấy nó có sự sợ hãi chỗ mày. Tại vì thật sự đây là mà nếu mà mình không biết họ là gì, chẳng hạn như ma cái gì đó mà mình không biết được thì dễ. Còn đây giống như mình xác nhận đó là một con quỷ. Cái theo anh nghĩ chắc là lúc đó nhỏ gái ngủ bên đó, rồi cái phòng thờ luôn, bên đó là cái bàn thờ luôn cả nhà. Bàn thờ mà mình không biết bàn thờ gì. Thì bây giờ vậy đi, thì cả nhà ơi, thì Lộc Phúc đầu tiên đã chia sẻ với cả nhà về một cái địa điểm. Mình nghĩ đây là một trong những địa điểm mà gọi là sẽ rất rộn rợn, nhưng mà anh em mình hiện giờ đi đến ban ngày, chưa có dịp đi vào ban đêm. Anh em mình sẽ cố gắng đến đây vào ban đêm để trải nghiệm cái khu này và cũng như xem thôi cái hình dáng của con quỷ. Như ta kể lại là đen từ trên tới thui lùi gì đó, tóc bọng nói chung đen hết, sẽ như thế nào. Thì rất cảm ơn cả nhà đã xem video của anh em mình xin tạm dừng video ở đây. Bye cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo.